Thanh đầu à? À, thanh đầu. Dạ, xuống lắm nè anh. À, xuống lắm. Đề nghị luôn hả? Dạ, anh đây ạ. Dạ. Đây, em ơi, vừa mới báo chí thôi, còn hồi nữa về thôi. Dạ. À, đó. Dạ. Dừng cái gì vừa thích. Tới thức rồi, chúng ta phải sáu. Người sáu nhất, không nhận. Đưa biết không? Dạ, phạt cả tay luôn ạ. Em bị hoang quá, đang hoang, em đang hoang, nhưng mà không nhận. Thôi chứ, thì đào quá, nhưng mà về. Được rồi, thì là bắt mặt 6, bởi vì là ok, trọng tài phải gặp phạt ở đây, không chịu được lớn. Peter Samuel. Không việt vị. Cầu thủ sông Long An đã ngã, tuy nhiên không có tiếng còi. Cao thủ sông Long An phản ứng quyết liệt. Rất nhiều người có cảm giác đó là một quả penalty. Như vậy là sau khi có sự liên lạc với các trợ lý thì trọng tài Minh Thuận vẫn nói không. Phan Văn Đức là người băng xuống. Huy Hùng. Đường truyền của Thanh Trung. Pito. Văn Hà. Văn Hà và anh Hùng là những người thay nhau thi đấu hậu vệ phải cho Quảng Nam. Phút thứ 89. Đinh Thanh Trung. Đến đâu? Không vào. Không biết là bóng đá ở bên trong cầu môn hay chưa. Trợ lý trọng tài cho rằng đó là một bàn thắng. Tỷ số được đưa lên 2-1 cho Quảng Nam. Như vậy là trợ lý trọng tài số 1 Trần Văn Hải cho rằng bóng ở bên trong cầu môn. Rất nhiều người cho rằng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa. Tuy nhiên lúc này Quảng Nam đã vượt lên dẫn 2-1. Sông Lam Nghệ An khiếu nại. Đó là quyết định được đưa ra bởi trợ lý trọng tài số 1 Trần Văn Hải. Một tình huống phức tạp, có đông cầu thủ trong vòng cấm. Sự thất vọng của trung vệ người Brazil Gustavo. Cơ hội chiến thắng ngày hôm nay đã mở ra rất lớn với Quảng Nam. Chúng ta xem lại pha bóng phức tạp này. Có cảm giác là bóng đã ở bên trong cầu môn. Ông Đoàn Phùng là người đã cùng với ông Quan Trọng Hùng dẫn dắt Olympic Việt Nam lần đầu dự vòng loại Olympic. Đó là vòng loại Olympic Sydney năm 2000. Chúng ta vừa xem lần nữa bàn thắng gây tranh cãi của Quảng Nam.
Hữu Phước là người đánh đầu. Và trọng tài cho rằng Hồ Tuấn Tài phá bóng khi mà bóng đã ở bên trong cầu môn. Thời gian của trận đấu đã hết. Thêm một lần chúng ta lại phải nói đến khái niệm thay tướng đổi vận. Quảng Nam thay huấn luyện viên và lập tức chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Hôm nay đã lập tức là một trận thắng rồi. Quảng Nam chiến thắng trên sân nhà trước sông Long An với tỷ số 2-1. Một trận thắng vất vả với câu lạc bộ xứ Nghệ. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp. Họ đã bay rất cao sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội ở trận đấy. Tuy nhiên sau đó liên tục vấp ngã và thua trận thứ 3. Tiếp tục có những tranh cãi từ các cầu thủ sông Long An. Các trọng tài đã công nhận bàn thắng của Quảng Nam ở một tình huống gây tranh cãi. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu do công của Hữu Phước mới đến với Quảng Nam, nhưng Đào Quang Hùng đã có một chiến thắng. Các bàn thắng của Quảng Nam ngày nay do công của Huy Hùng và Hữu Phước. Bàn thắng cứ hòa một đều của sông Long An được ghi do công của Hồ Tuấn Tài. Những người ghi bàn ngày hôm nay đều có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2020. Buổi tường thuật của chúng tôi xin kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.